Chào mừng tất cả các bạn trở lại với lãnh địa Samsung luôn Đây, về được đóng Galaxy Note 20 Ultra nha anh em Một trong những dòng Note cuối cùng của nhà Samsung nha Ra mắt nay cũng được 2 năm rồi anh em Đây, một trong những dòng có bút Dòng Note cao cấp của Samsung luôn Ở đây mình về cũng được mớ còn rất nhiều luôn Mà show ra đây cho anh em không Hơn 50 em luôn nha Galaxy Note 20 Ultra nha Đây, một trong những dòng thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha Con này sở hữu màn hình 6.9 inch Độ phân giải 2K nha anh em Thiết kế vuông vức luôn Ở đây mình có màu đen nè Màu trắng cũng có luôn nha anh em Đó tần số quét màn hình của con này lên tới 120 hz nha Đây vô thông số tần số quét màn hình cho anh em xem luôn Tần số quét màn hình 120 hz RAM 12GB Bộ nhớ 256GB Bản Mỹ bản hàng đầy đủ luôn Có e-sim luôn nha đó, thiết kế cụm camera vuông cực kỳ đẹp nha anh em. Lồi lên luôn, nó khác biệt hẳn so với những dòng đời mới ra giờ là 22, 23 nha anh em. 22, 23 là thiết kế cam chìm xuống nha. Đây, camera con này hỗ trợ zoom lấy 50x nha. Đây, zoom lên cho anh em xem thử luôn. Đây, zoom nhưng vẫn sắc nét nha, zoom lên tới 50 nha anh em. Ở đây điều kiện gần quá mình không có test thử cái cam cho anh em được. Đó, chip Snapdragon 865 Lite lướt mượt mà bút s pen đầy đủ luôn bữa nay mình giới thiệu đến anh em luôn một con hai củ là sở hữu được nha hai củ em này nha tình trạng nứt lưng nhiều nha anh em đó hai củ thôi mặt trước cũng lành lặn luôn anh em nào cần liên hệ trực tiếp không ship nha anh em